bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Búa Nhi. Hôm nay Nhi sẽ làm một cái bài thử nghiệm. Nhi sẽ dùng gom của cái video lần trước đó, Nhi sẽ dùng và Nhi thử xóa trên các chất liệu khác. Như là các bạn xem nè, bye bye. Nhi sẽ dùng thử gom Nhi xóa trên như là chì màu, màu marker, màu nước và phấn tiên. Các bạn biết đấy, mình ai cũng biết là gom là dùng để xóa các chất liệu chủ yếu là chì. Nhưng mà mình thử là mình xóa trên các chất liệu khác liệu nó có ổn hay không nha. Đây là cục gom lần trước mà mình đã dùng. Còn các bạn mà chưa coi video lần trước của mình á, các bạn có thể xem trong cái phần mô tả phía dưới, mình có để link á, các bạn có thể coi lại. Và đây là cục gom thông bao các bạn. Bây giờ mình thử nghiệm luôn ha. Giờ mình sẽ gom trên chì màu trước. Đầu tiên mình sẽ gom nhẹ trước để kiểm tra thử. Wow, các bạn thấy không? Khi mình gom nhẹ thì nó tạo một đường sáng, tức là gom này nó có thể lấy được cái lớp chì màu ra. Rồi mình thử gom mạnh tay lên coi là nó có lấy sạch hết được hay không nha. À, vậy thì các bạn có thấy là cái phần này nó còn hồng hồng á, là khi mình dùng gom này mà mình xóa trên chì màu thì nó vẫn có thể lấy được 80% lớp chì màu ra, nhưng mà nó không hoàn toàn lấy hết được cái lượng màu mà đã ngấm vào giấy rồi. Cho nên là vẫn có thể mình có lượng là mình có thể tẩy được, nhưng mà không tẩy hết. Giờ mình sẽ xóa đến màu marker. Các bạn đoán xem là mình có xóa được hay không nha. Các bạn ơi, khi mà mình xóa đó, mình cảm thấy là rất là khó khăn để mình xóa được cái lớp marker này ra khỏi giấy. Và sau khi mình xóa rất là nhiều lần, chà rất là mạnh tay thì hầu hết là không thể xóa được cái lớp marker này. Và nó hầu như là như cũ. Hầu như như cũ các bạn. Sau khi mà mình đã xóa trên hai chất liệu thì mình thấy có cái xóa được và có cái thì không. Bây giờ chúng ta cùng nhau qua chất liệu thứ ba nha. Bây giờ mình sẽ xóa trên chất liệu màu nước. Các bạn đoán xem mình xóa dễ dàng hay không nha. Khi mình dùng lực rất là mạnh thì mình cũng có thể lấy được một ít màu ra và nó mờ đi một xíu, nhưng mà hầu như là không thể lấy ra hết được, và nó chỉ tầm dưới 40% khả năng lấy được cái màu này ra thôi các bạn. Và có lẽ là đúng như mình đoán rồi, rất là khó lấy ra màu. Và mình sẽ xóa trên chất liệu phấn tiên. Theo mình dự đoán thì khả năng tẩy được rất là cao, nhưng mà còn có sạch hay không thì các bạn xem nè. Mình sẽ xóa mạnh tay lên một xíu, cố gắng lấy hết màu ra. Nhưng mà các bạn ơi, sau khi mình đã cố gắng hết sức rồi thì cái lớp màu vàng đó nó không thể nào mà nó ra khỏi mặt giấy được, nó vẫn còn lớp màu vàng phía dưới. Cố gắng xóa lần nữa thử xem. Không thể được các bạn, tức là mình không thể nào mình xóa sạch sẽ được cái lớp phấn tiên trên mặt giấy này được, mình chỉ lấy được lớp phía trên thôi. Giờ mình muốn các bạn xem kết quả. Các bạn ơi, mình vừa làm thử nghiệm dùng gom Tombow xóa trên các chất liệu khác như là chì màu, marker, màu nước và phấn tiên. Như các bạn cũng đã theo dõi từ đầu video tới giờ, các bạn cũng đã có một cái kết quả riêng cho mình rồi. Và các bạn nào mà xài màu marker hay là màu nước thì các bạn cũng nên phải cẩn thận, tại vì cái màu này nó rất là khó xóa.
Còn những bạn nào mà xài chì màu hay là phấn tiên á thì cũng dễ xóa, nhưng các bạn có thể xài thoải mái. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn nào thấy hay thì cho mình một like, một subscribe và đặc biệt là chia sẻ video này giúp mình để những bạn khác cũng có thể được xem và cùng trải nghiệm với chúng mình nhé. Xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.